phân số bằng nhau. Ví dụ 1/2 và 2/4, hai phân số này có bằng nhau không? Có, cắt 1. 2/4 trên chia được cho mấy, dưới chia được cho mấy? Chia được cho 2, dưới chia 2, chia 2 ra. 2 chia 2, 4 chia 2 ra. 1/2 có bằng này không? Bằng. Vậy hai phân số này bằng nhau. Cách thứ hai, muốn biết hai phân số này có bằng nhau hay không thì ta lấy nè, những kỹ năng nghe không? Tử này nhân mẫu này đi. Ra nhiêu? Bằng 4. 4. Tiếp, tử này nhân mẫu này đi. Bằng 4. Bằng 4. 4 với 4 bằng nhiều. Bằng nhau nữa, hai phân số này bằng nhau. Kịp chưa?